Vâng, nhân viên bên em Hoàng Long Doanh Số đang hướng dẫn người bác cách kết nối với cái bang cơ lai số về kết nối Bluetooth với điện thoại. Vâng, bên em quay video luôn hướng dẫn các bác và cũng như các bác theo dõi video cách kết nối cái bang KM8X với điện thoại bằng chế độ Bluetooth. Điện thoại của chú ở này, chú tí bây giờ chú cái gì ngạt xuống này, à con này là đây là dưới này, đây bờ tốt này, bố này bờ tốt này, ấn vào đây này, đấy xong nó sẽ dò này, bố này sẽ dò karaoke mixer này, nói đây này, đấy sẽ bật bố tốt chưa, xong bố ấn vào karaoke mixer này, click vào đó, bố đánh 1 2 3 4 1 2 3 4 ạ, 1 2 3 4 xong bố xong, ok này, bố đã kết nối được với cái vang, bố đợi cho nó tí là nó sẽ kết nối rồi đấy, kết nối rồi đấy bố ạ. Thì bây giờ nhập mật khẩu đây vào này, xong rồi như thế là xong rồi bố. Ừ, bây giờ nhập mật khẩu đây vào, cài đặt mật khẩu đây này. À không cần nó không phải tính là phải nhập mật khẩu đây vào đây mới được, vào điện thoại này chứ. À bố đi wifi đúng không? Ừ đi wifi. Vâng, thế bố vào wifi nữa. Wifi đây đây bật này. Vâng. Hoàng Long đây ạ. Ừ. Ôi nhầm đúng rồi, Hoàng Long. À dưới đánh cho bố cái bát này. Dưới. À thế nối cái mạng đây thế nào đó. Bố đánh cảm ơn quý khách. Cảm ơn quý khách. Kết nối. Được chưa? Rồi, được rồi bố. À. Được rồi. Bây giờ bố ra bố vào YouTube đi, bố mở nhạc hay là mở. Vâng, bố nhờ YouTube mà biết đến Hoàng Long Âm Thanh Số bên con ạ. Vâng, bên con hướng dẫn rất là chi tiết khi mà bố lấy cái vang KM8X về sử dụng. Vâng. Vâng thì bên em cũng đang hướng dẫn bố kết nối Bluetooth luôn đấy. À chưa phát đúng không? Bố mở nhạc đi. Đấy bạn nào cũng được đấy ạ. Rồi bây giờ nhạc của bố phát rồi đấy ạ. Đấy bố phát bố rồi đấy. Vâng, thế là bên em đã hướng dẫn bố kết nối được Bluetooth điện thoại với cái vang KM8X các bác nhá. Không cần dây luôn. Mình muốn lần tức là nó đang chạy cái này, nó đang chạy cái này. Thế mà khi mình muốn chuyển sang cái này cứ để dây như thế để chỉ cái chuyển cái dưới này thôi nhỉ. Ấn vào nhả ra. Ừ. Vâng, thế là bố đã nghe được nhạc trên điện thoại của mình. Vâng, thời đại công nghệ số, thời đại 4.0 đấy ạ. Lấy nhạc từ YouTube. Vâng, bên em nhân viên hướng dẫn rất là nhiệt tình, chi tiết, cẩn thận. Kể cả những bác khách hàng ở xa không kết nối được thì bên em gọi điện bằng Zalo, hình ảnh hướng dẫn các bác chỉ cần trong một lốt nhạc thôi ạ. Cho mic bố lên. Vâng, bố thử luôn 8 chế độ mic của cái vang KM8X đi ạ. 1 2 3 4 alo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vâng, các bác ở xa các bác yên tâm nhé. Bên em luôn luôn cập nhật những sản phẩm mới và hướng dẫn rất là tận tình khi mà những công nghệ chưa được cập nhật lên trên YouTube. Vâng, một lần nữa cảm ơn bố và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Vâng, xin bên em xin phép được dừng video. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.